Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin. Anh em nhá, sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em. Anh em nhá, sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi trông tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài. Quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng. Cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi. Quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nữa đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đặt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chỉ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em lưu nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không dung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này không mở sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo dung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo dung một rồi,
trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lật tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quần cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Này, đĩa này không có gì luôn anh em nhá. Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, công ty mình tiếp tục ra video để giới thiệu tới cho anh em một cái siêu phẩm giúp anh em đi chơi ở cái tháng riêng, cái tháng ăn chơi này, về cái bộ môn chơi sóc đĩa mà không cần phải chuẩn bị đồ, bát, đĩa hay là những bộ quân vị vào mà anh em vẫn có chiến thắng anh em nhá. Đó chính là cái máy nhận diện màu quân vị S68 này. Với cái máy này ấy, anh em đi chơi anh em chỉ cần để quân vị nên cái máy này để cho quét màu, còn quân vị của họ ở trong sọc trong sới cho anh em chơi vẫn chơi bình thường anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào và hướng dẫn anh em cách chơi và sóc thực tế để anh em cùng kiểm chứng về đồ anh em này. Ví dụ ở trong chỗ anh em chơi, họ đang chơi một bằng vị bài là có vị màu như này, thì anh em chuẩn bị cho mình một lá bài tương tự, anh em đặt lên máy, đợi 3 đến 4 giây sau là máy nó sẽ nhận diện được màu quân rồi, nó sẽ anh em để ở trong người, nó sẽ báo chất nẻ về cho anh em. Đấy, lá này thì anh em bỏ đi và họ vẫn đang chơi cái lá của họ anh em nhá. Cái đồ này nó mới ra nhất của cái năm 2020 rồi. Anh em nhanh tay gọi điện cho mình để được đặt hàng và tư vấn miễn phí anh em nhá. Đấy, đây cái video quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra ngoài bát này để anh em đang xem video có thể nghe được cái tiếng rung của nó. Còn khi chơi anh em để ở trong người, chỉ một mình em biết anh em nhá. Đấy, trước khi vào sóc tôi sẽ thử bát đĩa cho anh em là tôi quay hoàn toàn là xanh chín, đồ đạc cũng là xanh chín hoàn toàn 100% anh em nhé. Đấy, cuối video tôi sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào và sóc với anh em này. Đấy, rung 1 cộng nháy 1 đèn thì chắc chắn nó về lẻ rồi anh em này. Bán lẻ 500 triệu, lẻ con ngoài 500 triệu nữa. Tiếng đầu mạnh tay đánh vào lẻ này, mở bát này. 3 đèn này anh em này, tiếp tục này. Dũng 2 rồi, anh em đánh vào chặn đôi tôi, đánh vào bảng vị, đánh vào sấp đôi tôi này, đánh vào sấp đôi 500 triệu này, mở bát này. Không có chuyện sai luôn anh em nhá. Tiếp tục này. Vẫn là dung 2, anh em này, tiếp tục đánh gấp khúc, bán chặn 1 tỷ, chặn con ngoài 1 tỷ nữa, ai mà đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà này. Chuẩn chỉ cho anh em này. Tiếp tục này. Không dung, tiếng này là anh em đánh sập bản vị, đánh vào tứ tử cho tôi, bán chắc 500 triệu, chắc còn ngoài 1 tỷ này, mở bát này, tứ đen luôn anh em nha. Và bây giờ mình sẽ để cái máy này ở trong người để chỉ một mình tôi biết thôi, đánh với anh em 2-3 tiếng bạc nữa này. Dung 1 rồi, máy báo chắc cho tôi là dung 1, dung 1 thì anh em cứ đánh vào lẻ tôi, không cần biết 3 đen hay là 3 trắng, bán lẻ 500 triệu, mở bát. Bà đèn luôn anh em nha. Kỷ niệm cho những em nào mà đang thua tha mà muốn gỡ gạc lại một tiếng bạc cuối cùng rồi, để anh em có cái đồ ưng ý anh em chơi và lấy lại được những gì anh em đã mất nha. Tiếp tục là dung 1, bán lẻ 1 tỷ, lẻ con ngoài 2 tỷ nữa, ai mà đặt tay của bác là mất ngay quả nhà này. Lẻ rồi anh em nhá, không có chuyện sai luôn này anh em này. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em biết là cái video này tôi quay hoàn toàn là xanh chín anh em này. Này, nam châm tử rồi, hoàn toàn là không hút này. Đấy, quân vị là xanh chín anh em này, không một chút tăng tích kìa anh em nhá. Đấy, này, bát này anh em này, này, đĩa này,
không có gì luôn anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tới mình qua số điện thoại trên màn hình. Nhà mình qua cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai bến xe Giáp Bát Hà Nội. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó rồi chúc anh em thành công.